Thời tiết nắng nóng, tại sao không chọn học tiếng Anh trực tuyến cho con? Các bố mẹ thân mến, chúng ta đang trải qua những ngày hè thực sự là dữ dội. Nhiệt độ ở mặt đường thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở 40 độ. Có rất nhiều bạn nhỏ mình nhìn thấy ở sau xe của bố mẹ mướt mải mồ hôi, mặt đỏ bừng lên vì nắng nóng. Và khi đến lớp thì chắc chắn là các con đã cảm thấy kiệt sức rồi. Đồng thời với đó, với việc học tiếng Anh thì có thể phải tương tác với rất nhiều bạn. Và vì thế cái việc mà con được lựa chọn để nói này, hoặc là để tương tác này, để phản xạ thì có thể vì thế mà bị giảm bớt đi. Trong khi đó, với hình thức học trực tuyến 1-1 thì chắc chắn là các bạn sẽ được tương tác một cách thường xuyên, đồng thời với đó thì không bị mất sức, không mất thời gian di chuyển. Các bạn hoàn toàn có thể ngồi ở nhà mát mẻ, bố mẹ vẫn kiểm soát được việc học cho con. Và vì thế, học trực tuyến chắc chắn là một lựa chọn ưu việt trong hè này. Nhưng các bạn cũng đặt câu hỏi là liệu học trực tuyến thì có đủ sức hấp dẫn hay không? Câu trả lời chắc chắn là có, nếu bạn đến với hệ thống tiếng Anh trực tuyến Pantado. Ở đây các con sẽ được học 1-1 theo lộ trình mà cá nhân hóa, nghĩa là con bạn có trình độ đến đâu thì việc học sẽ được thiết kế dựa trên chính sự hiểu biết của con. Đồng thời với đó sẽ có rất nhiều những phương pháp học vui nhộn để con bạn vẫn có cảm giác là được tham gia vào một lớp học đông người nhưng hoàn toàn lại có tính cá nhân. Tiếng Anh trực tuyến Pantado dành cho các bạn nhỏ từ 5 đến 15 tuổi với đội ngũ giáo viên chuẩn quốc tế. Nhưng điều đặc biệt ở Pantado đó chính là sự chăm sóc có công thức 5-1, nghĩa là với một người học sẽ có 4 giáo vụ theo sát để có thể hỗ trợ và khích lệ các con tham gia vào quá trình học, đồng thời với đó là tương tác và phản hồi với chính các con và với bố mẹ. Vì thế, bạn dù ở đâu đi chăng nữa vẫn có thể hiểu là buổi học ngày hôm nay sự tham gia của con như thế nào, con đang học bài gì và tiếp theo sẽ là ra sao. Và như thế chắc chắn bạn không còn băn khoăn giữa việc là đưa con đến trung tâm hay là học trực tuyến nữa, phải không ạ? Và hè này, để tăng sự mát dịu cho tất cả các gia đình, mình mong muốn được tặng cho tất cả các bạn một buổi học trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Ở đó, các con sẽ được thực hành với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và mình muốn là không phải chỉ các con, mà các bố mẹ sẽ cùng cảm nhận về một cách học rất ưu việt. Và để không còn nỗi lo, nỗi băn khoăn là chở con đi giữa trời nắng nóng. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký buổi học miễn phí này và link thì mình đặt ở dưới comment. Thật sự mình sẽ rất mong chờ để được đón các bạn nhỏ đến với những lớp học trải nghiệm mùa hè đầy bổ ích và lý thú này, để chỉ sau một mùa hè các bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra là khả năng tiếng Anh của các con sẽ thay đổi rất nhiều.